một ngày nọ thấy cuộc sống của mình nó có một màu nhàm chán quá đi cho nên ngày hôm nay tôi quyết định tăng thêm màu sắc cho cuộc đời tôi bằng cách là làm hạt nở cầu vồng nói chứ lâu quá không có chơi hạt nở cho nên là hôm nay hơi nhớ đó mấy bà phát hiện ra trong nhà còn cái gói hạt nở màu trong suốt như thế này cho nên là lôi ra chơi ngay chứ còn để thêm làm cái gì nữa cái hạt nở này gen để khá là lâu rồi cho nên là nó hơi bị ẩm ẩm á mọi người nhưng mà không sao nha vẫn chơi rất là tốt luôn sau khi mà mình đã chia thành sáu phần khác nhau thì bây giờ mình sẽ cho vào màu thực phẩm nha gen sẽ cho vào màu vàng màu xanh da trời, màu tím, màu hồng, màu xanh lá cây và cuối cùng là một cái hộp thì mình sẽ để yên như vậy để tạo thành cái màu trắng trong suốt. Thật ra mà nếu mà nói làm đúng cái hạt nở cầu vòng thì phải có 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhưng mà tôi có chừng này màu cho nên là chơi thẳng 6 màu thôi nha. Khi ăn cơm một chút quay lại một cái là cái hạt nở của mình nó đã nở ra như thế này rồi nè. Đẹp ơi là đẹp luôn á mọi người. Nhìn thích mê luôn á mọi người. Trời đất ơi lần nào mà tôi chơi hạt nở tôi cũng rất là ghiền luôn. Không hiểu sao từ nhỏ tới giờ rất là ghiền bởi vì những cái hạt nở nó nở ra trong suốt rất là đẹp và rất là lấp lánh luôn á mọi người cái màu tím mà mình ngâm á bây giờ nó thành cái màu gì luôn rồi không hiểu nữa nó giống như là màu hồng đậm hơn là màu tím á mọi người bây giờ thì mình sẽ đổ hết mấy cái nước ngâm đi nha mình sẽ lấy cái phần hạt nở thôi gen có một cái vợt màu vàng rất là dễ thương như thế này nè cho nên là mình có thể dễ dàng múc được mấy cái viên hạt nở này ra mà công nhận là lần nào á mà làm slam hay là làm hạt nở mà có màu xanh da trời thì nó đều đẹp hết luôn á mọi người còn hạt nở màu vàng này mà khi cho vào chung với các loại màu khác thì nó hơi bị chìm á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái hộp hạt nở màu hồng này nha. Cái hộp này nhìn cũng siêu đẹp luôn á, cái màu hồng của nó lên thật sự rất là đẹp, nó rất là tươi tắn luôn á cả nhà. Lúc đầu á là gen nghĩ á là không biết là mấy cái hạt nở của mình nó có chuyển màu hay không, hay là dù mình ngâm với nước màu thì nó vẫn là cái màu trong suốt, nhưng mà may thay là mấy cái hạt nở nó ngậm mấy cái nước màu. Cho nên là mấy em này á có mấy cái màu siêu đẹp luôn và đây chính là kết quả khi mà trộn sáu màu lại với nhau. Ten 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 ten, đẹp muốn xỉu luôn nè mấy bà. đưa ra ngoài nắng một cái là nhìn lấp la lấp lánh đẹp ơi là đẹp đưa cái tay vào quơ một cái ta nói cái cảm giác nó mềm mại nó đã đã mà nó mát gì đâu luôn đúng thật sự là hạt nở là một trong những món đồ chơi mà gọi là được siêu 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 nhiều trẻ em ở trên thế giới yêu thích mà không riêng gì trẻ em mà người lớn cũng thích luôn á mọi người nhưng mà khi chơi hạt nở thì mọi người nhớ là không có được ăn nha tại vì đây là đồ chơi chứ không phải là đồ ăn và mọi người phải lựa cái chỗ mua uy tín để cho cái hạt nở của mình nó an toàn nha lấy cái vợt vớt mấy cái hạt nở lên như thế này xong rồi bắt đầu mình đổ xuống là những cái viên này nó tưng 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 rất là siêu đã luôn á mọi người những cái màu này phối hợp lại với nhau phải nói là đẹp thích mắt kinh khủng luôn á đúng là khi thấy cuộc đời nó một màu nhàm chán thì các bạn nên chơi hạt nở cầu vòng bởi vì bây giờ đây mình cảm thấy tâm trạng của mình vui hơn rất là nhiều và thậm chí là mình có thể ngồi đây mình chơi cái hạt nở nguyên cả buổi chiều luôn á mọi người mình cứ bị thích thích bỏ cái tay vào bóp bóp mấy cái hạt nở rồi xong rồi nhìn thấy cái sự đẹp đẽ của nó là mình cũng đủ để thấy vui luôn rồi á mọi người xem tới đây rồi thì mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau nha. Ngày mai sẽ là những video vô cùng thú vị khác về hạt nở nữa. Còn bây giờ thì chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.